Xin chào cả nhà. Mình đến từ nhà vườn Hải Đăng, có địa chỉ tại ngách 68 trên 45, ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Vâng, nhắc đến nhà vườn Hải Đăng thì các bạn cũng biết rằng nhà vườn là nơi chuyên cung cấp nhân giống và cung cấp các dòng cây giống dược liệu. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số loại cây có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh như là đại tràng này, dạ dày này, bao tử. Đó là những cái căn bệnh rất nhiều người mắc phải. Thì cái cây đầu tiên mình giới thiệu các bạn đó là cây sang xê, cũng có một tên khác là cây khôi trắng. Vâng. Đây đây các bạn nhé. Thì các bạn nhìn này, cũng có rất nhiều người khi mà nhận hàng á, thì rất là sợ bị nhầm. Thì thực ra nó không phải là bị nhầm nhé, có một cái lý do á. Thì khi mà nhà vườn trồng ở trong cái khu mà mát như thế này thì là nó sẽ không có đốm đốm nhiều đâu nhé. Đấy, nó chưa nổi cái gân trắng nhiều đâu. Đấy. Đây. Đấy, hoặc là cái ngọn lên thì nó sẽ như thế này. Như cái lá ở phần dưới á thì nó không như thế. Hoặc khi mà các bạn trồng ra ánh nắng nhiều nha thì nó sẽ nổi những cái gân trắng như này. Đấy. Cho nên các bạn để ý nhá. Khôi trắng hay sang xê. Sử dụng thì chúng ta sử dụng có hai cách, đó là sử dụng lá tươi hoặc là sử dụng lá khô. Lá khô thì chúng ta phơi khô thôi. Rửa sạch phơi khô, khi dùng thì chúng ta rửa sạch này, chúng ta đun, chúng ta uống. Đấy. Đây cũng có nhiều người cũng hay bị nhầm, đây là cây khôi tía, cây thứ hai khôi tía. Đấy. Các bạn nhìn cái lá thì nó khá là giống nhau, đúng không? Đấy, nó cũng thuôn dài khá giống nhau. Nó khác nhau với cái màu sắc thôi. Đấy, phần dưới nó tía. Đấy. Đấy. Nó cũng các cây gân rãnh này. Đấy, cũng xẻ giống nhau. Đấy. Nhưng mà khác nhau về màu, đúng không? Đấy, khôi tía thì phần trên này, khôi tía khôi nhung. Thứ nhất là khi các bạn sờ vào cái lá của nó thì nó khá là mịn. Mịn như nhung ấy, đấy, phần dưới. Đấy. Đấy là cây thứ hai. Tiếp theo đó là cây chè dây ở nhà nhá. Chè dây. Đây là cây giống cũng được trồng sẵn trong bầu rồi. Chè dây. Sử dụng thì sử dụng cũng toàn thân nhá. Đấy. Tiếp theo đó là cây hoàn ngọc. Hoàn ngọc trắng. Cũng hỗ trợ đại tràng rất là tốt. Sử dụng cũng theo hai cách giống các cái cây kia trên thôi. Và đây là cây dạ cẩm cả nhà. Dạ cẩm. Cây khổ sâm nữa. Cuối cùng là giới thiệu văn ở đây cây bao tử. Còn có tên khác là cỏ linh chi. Rất nhiều bạn mua nhầm vào cái cây nược vàng ấy. Những cây nược vàng thì lá nó sẽ to hơn. Đấy, nhưng đây là cây bao tử cỏ linh chi nhá. Thế trên đây thì nhà vườn vừa giới thiệu với các bạn những cái dòng cây mà có tác dụng rất tốt trong cái việc điều trị các chứng bệnh như dạ dày này, bao tử, đại tràng. Thì bên nhà vườn lúc nào cũng có sẵn cây giống nhá. Các anh chị có thể chủ động qua nhà vườn tại địa chỉ ngách 68 trên 45, ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại để tư vấn của nhà vườn 0968 741 390, 0972 97280. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.